Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Hải miền Đông tiếp tục ngồi đây trở lại gửi tới các bạn với một câu chuyện. Và tôi mong rằng đây là một câu chuyện hay, đầy ý nghĩa để cô chú anh chị lắng nghe, chia sẻ, bình luận về câu chuyện này. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị các bạn trong thời gian qua đã luôn đồng hành, đóng góp ý kiến cũng như ủng hộ cho kênh của tôi. Và sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe chi tiết và theo dõi về câu chuyện này. Sau câu nói hùng hồn của chị dâu, mẹ chồng tôi lên cơn đau tim phải gọi xe cấp cứu đưa đi. Dù cùng là dâu, nhưng cách đối xử của mẹ chồng tôi lại thiên vị về phía chị dâu nhiều hơn. Bà luôn miệng khen chị dâu khéo ăn nói, đối xử tốt với mọi người từ trong nhà đến ngoài ngõ, biết cách chiều chồng, chăm con hơn tôi. Nói chung, trong mắt bà, chị dâu mới thực sự là chân ái cuộc đời, còn tôi chỉ là cây cỏ ven đường. Tôi cũng chẳng có thời gian mà để ý mấy câu nói so sánh hay thái độ của mẹ chồng với mình. Tính tôi chỉ thích làm, không biết cách ăn nói để lấy lòng người khác. Dù làm việc áp lực hơn chị dâu, về nhà còn phải dọn dẹp, nấu ăn cho ba hộ gia đình, tôi vẫn vui vẻ. Còn chị dâu thỉnh thoảng xuống bếp một hôm thôi là cả nhà đều biết, vì chị ấy kêu than từ trong bếp ra đến tận ngoài ngõ. Thế nên mẹ chồng tôi càng xót chị ấy hơn. 3 tháng trước, chị dâu bàn bạc với gia đình việc xây nhà ở riêng. Mẹ chồng tôi đồng ý ngay, còn cho hẳn chị ấy 3 tỷ đồng, là tiền bà tiết kiệm được từ trước đến giờ. Có lẽ bà định đợi con dâu xây nhà xong sẽ đến ở cùng nên mới ra tay hào phóng đến như thế. Tôi vốn không muốn để ý, nhưng con số 3 tỷ quá lớn, tôi không khỏi chạnh lòng. Thế mà 2 ngày trước, khi tân gia, chị dâu thẳng thừng tuyên bố sẽ đưa bố mẹ đẻ đến ở chăm sóc, phụng dưỡng họ lúc về già. Có người hỏi rồi mẹ chồng giao cho ai, chị ấy nói tỉnh bơ. Còn vợ chồng chú Út, cha mẹ chung, họ phải chăm sóc chứ, sao đổ qua cho tôi được. Giờ tôi chăm mẹ chồng, bỏ bê công việc và tinh thần cũng không mấy vui vẻ, tự nguyện. Sau câu nói của chị dâu, mẹ chồng tôi đang cầm cái bát mà rung lên rồi thở không được. Bà lắp bắp chỉ mặt con dâu nhưng nói không ra tiếng. Tiệc tân gia nhanh chóng náo loạn, chồng tôi gọi xe cấp cứu, vội vã đưa mẹ vào viện. 2 ngày nay, chỉ có tôi ở viện chăm sóc mẹ chồng. Chị dâu cũng đến, đem theo hộp yến, nói ngọt như đường, bảo mẹ ráng dưỡng bệnh cho nhanh khỏe rồi về nhà chú Út ở. Nhà mới xây xong, bố mẹ chị đến sống cùng rồi. Mẹ chồng tôi là chịu kích thích nên bệnh càng nặng hơn. Chị dâu đúng là lật mặt, nhanh còn hơn bánh tráng. Giờ tôi chăm mẹ chồng, bỏ bê công việc và tinh thần cũng không mấy vui vẻ, tự nguyện. 3 tỷ kia bà giao hết cho con dâu lớn thì phải nghĩ đến ngày đau bệnh, ai sẽ chăm sóc mình chứ. Tôi chăm bà mà uấn ức lắm, hay tôi gọi điện cho chồng bảo anh nghỉ việc mà chăm sóc mẹ anh nhỉ. Và sau đây tôi kính mời quý vị các bạn hãy lắng nghe tiếp tục về câu chuyện thứ hai. Mẹ chồng có 15 cây vàng cho hết con gái, ốm lại bắt dâu chăm, em bảo bà gọi con gái về mà hầu. Không biết mọi người thế nào, chứ em quan điểm rõ ràng, sống sao hưởng vậy, ai tốt với em sẽ hết lòng đáp lại. Còn ai tồi với em, nhất quyết em không bao giờ thèm dòm ngó hỏi han tới luôn. Không nói thì bức xúc trong lòng, mà nói ra thì không biết có ai hiểu cho hoàn cảnh của em không nữa. Xong mấy ngày nay, em bực bội trong lòng kinh khủng luôn ấy mọi người ạ.
Chuyện nhà em như thế này, vợ chồng cưới nhau tính tới nay cũng được 3 năm. Chồng em chỉ có 2 anh em, anh ấy là cả, dưới là một em gái kém hơn 2 tuổi, cũng lấy chồng sinh con rồi. Điều kiện kinh tế của em chồng còn hơn chúng em rất nhiều, vì cả hai vợ chồng cô ấy đều làm bên khối ngân hàng, thu nhập tổng cộng không dưới 50 triệu trên một tháng. Vợ chồng em thì làm văn phòng, lương cả hai vợ chồng chỉ có là 8 triệu và 7 triệu đồng, được cái ở với bố mẹ chồng, không mất tiền thuê nhà. Nhưng ngược lại, mẹ chồng em tuyên bố chúng em ở thì phải có trách nhiệm nuôi ông bà. Phận làm con, em không cãi lại. Hơn nữa, chồng em là con trai duy nhất trong nhà, trọng trách chăm ông bà đương nhiên chúng em phải gánh. Vậy là hàng tháng tiền ăn, tiêu sinh hoạt, ốm đau, thuốc thang gì của hai người đều do chúng em chi trả hết. Bố mẹ chồng em có lương, hai ông bà tháng là gần 6 triệu. Ông bà lĩnh là đi mua luôn vàng cất đi. Cách đây 3 tháng, em với lão định mua mảnh đất gần nhà để kinh doanh, nhưng còn thiếu gần 100 triệu. Bí quá, chúng em hỏi vay mẹ chồng, tưởng bà sẽ giúp, ai ngờ bà bảo chịu, chúng tao già rồi, làm gì có tiền đưa cho tụi mày. Vay biết bao giờ trả được, rồi chúng tao lại chẳng mất hết. Ông bà nói thế, em bảo chồng thôi không vay nữa. Miếng đất kia đẹp thật, em cũng đành gác lại. Ấy thế mà, ngày tháng sau, em gái chồng mua ô tô. Ông bà vừa nghe con gái kể còn thiếu mất vài chục, mẹ chồng em bảo luôn: thế mẹ còn 15 cây vàng, con có lấy không, mẹ cho đó. Miệng nói, chân bà đi vào tủ lấy vàng, đưa con gái trước mặt vợ chồng em ngồi đó. Thật sự chứng kiến cảnh đó, em muốn không nghĩ cũng không được. Đêm đó nằm bên chồng em bảo: em thật sự không hiểu mẹ anh suy nghĩ như thế nào, trong mắt bà chỉ có con gái mới là con thôi hả? Chồng em thở dài động viên em rằng tính bà là thế, chấp làm gì. Xong cách đây hơn tháng, mẹ chồng em phát hiện bị suy thận độ 3, sức khỏe tụt xuống trông thấy. Bà yếu, hầu như chỉ ngồi một chỗ, sinh hoạt đi lại đều dựa vào người khác. Mà nói là người khác chứ thật tình ngoài vợ chồng em ra có ai chăm nữa. Em chồng em lúc nào cũng viện cớ bệnh. Bực hơn là bà cứ động kêu than gì là gọi bắt con dâu vào phục vụ. Từ nấu cháo, giặt đồ, đêm nâng giấc cho bà cũng gọi tới em. Bình thường em cũng chăm không ý kiến, nhưng nghĩ tới mười mấy cây vàng kia em lại cú. Thế là em bảo: sao mẹ không gọi con gái về phục vụ mấy bữa? Bà bảo: trách nhiệm chăm bố mẹ chồng là của con dâu, con gái phụ tí nào hay tí đó thôi. Đến giờ này bà vẫn nói thế, em ức quá đáp lại: trách nhiệm nghĩa vụ mẹ đổ hết lên đầu con trai, con dâu. Nhưng tiền của có bao nhiêu mẹ ôm hết cho con gái, lẽ ra giờ mẹ phải gọi cô ấy về hầu hạ mẹ mới phải đó. Em nói thế bà mới im tịt. Nhưng nói thật, em cũng chẳng bỏ được trách nhiệm của mình, vẫn phải chăm mẹ chồng chu đáo. Tại tức quá thì em nói cho đỡ bức xúc thôi mọi người ạ. Vâng, tôi mong rằng đây là hai câu chuyện hay, quý vị và các bạn lắng nghe cùng chia sẻ. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và tạm biệt.